chào mọi người. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà vườn Đạt Nhung, điểm bán giống cây trồng chất lượng. Và trên tay mình đang cầm đấy là một chùm quả trà là. Thì đợt vừa rồi bên mình có đi công tác và đã mang về được một chùm như thế này. Đây là quả trà là vàng, trà là Bali của Thái Lan. Thì và giờ đây mình sẽ test thử cho các bạn cái chất lượng quả trà là nó như thế nào nhé. Quả nó to như thế này này. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ ăn thử nhé và cùng so sánh chất lượng quả như thế nào. Thì theo như kinh nghiệm ăn ở bên đấy có chia sẻ thì chúng ta sẽ bổ dọc cái quả ra để ăn nó sẽ ngon hơn. Để không mang ra đây thì mình không sẽ được cắn nhé. Rất là ngọt, chưa mới cắn vừa thôi mà đã cảm giác ngọt rồi. Đây các bạn cùng nhìn nhé. Đây là chúng ta sẽ ăn thử. Rất là ngọt, ngon, bùi. À, nó có lẫn thêm một tí một vị chát, chát rất là ít thôi, nhưng mà rất là ngon. Rất là ngon nha các bạn. Đấy, và hiện tại mình đang đứng cạnh là cây giống trà là. Cây này hiện tại đang cao tầm khoảng 1,5 m rồi. Đây, mình tầm khoảng hơn 1,5 m. Gốc thì như thế này. Đây, to như thế này. Bên mình còn nhiều cỡ cây khác nhé, cả cây giống, cây to, cái choai sắp có quả hay là trà là cái mô thì bên mình đều có đủ. Thì các bạn có nhu cầu mua cây giống, mua cây thì liên hệ với nhà vườn Đạt Nhung nhé.